Bắt đầu từ hôm qua, ban huấn luyện và các cầu thủ đội 1 câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tập trung quân số để chuẩn bị cho mùa giải mới. Mùa giải này được đánh giá là vô cùng khó khăn đối với đội bóng xứ Nghệ khi họ đã phải nói lời chia tay với một loạt cầu thủ trụ cột. Những buổi tập đầu tiên trong mùa giải mới của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh diễn ra với nhiều bài tập khá lạ mắt. Bận rộn nhất có lẽ là các trợ lý huấn luyện viên của ông Nguyễn Hữu Thắng. Họ liên tục phải hò hét, hướng dẫn các cầu thủ tập luyện. Điều này cũng dễ hiểu khi hầu hết trong đội hình hiện tại của Sông Lam Nghệ An đều là các cầu thủ trẻ. Rất nhiều em vừa mới được đôn lên từ các đội hình U. Vì thế, các bài tập kỹ, chiến thuật và thể lực là vô cùng cần thiết vào thời điểm này. Có thể, về mặt kinh nghiệm thi đấu hay bản lĩnh trận mạc còn rất thiếu, nhưng nhiệt huyết cống hiến của những cầu thủ trẻ này lại có thừa. Đây cũng chính là điều duy nhất người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ có thể kỳ vọng trong mùa giải mới đối với Sông Lam Nghệ An khi họ đang đứng trước muôn vàn khó khăn. Mới đầu thì đứng kiểu thể lực kiểu nữa thôi. Nhờ bài quan trọng thì thật chứ cũng phụ lâu về đá, nhưng mà em nếu được có cơ hội thì em rất vui, và nếu có cơ hội thì em sẽ cố gắng cho đội bóng quê hương hết mình vì màu cơ sở của Nghệ An. Ở mùa giải năm ngoái, dù không được đánh giá cao đầu mùa giải, nhưng dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng và sự bùng nổ của các cầu thủ trẻ, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu rất thành công, tạo nên một cơn sốt bóng đá cuồng nhiệt của các cổ động viên. Nếu như không có những lùm xùm của bóng đá Việt Nam cuối mùa giải, vị trí của Sông Lam Nghệ An không phải là thứ tư trên bảng xếp hạng. Điều này khó có thể lặp lại trong năm nay khi Trọng Hoàng, Văn Bình hay Âu Văn Hoàn giờ đã là cầu thủ của BKMX Bình Dương, Hector chuyển đến Hà Nội TNT. Sự trở lại của Lê Công Vinh vẫn đang đặt dấu chấm hỏi, thậm chí việc thuê cầu thủ ngoại vẫn chưa hoàn thành. Vì thế, sẽ rất khó để huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng có thể đưa ra một mục tiêu gì cụ thể trong mùa giải mới. Với một cái mùa giải mới thì đội bóng Sông Lam đang gặp rất nhiều khó khăn. Đội bóng Sông Lam là đội bóng là tập trung muộn nhất, tại vì tất cả các cầu thủ của mình ngoài những cái cầu thủ đã hết hợp đồng, người ta rời câu lạc bộ vì không đủ cái năng lực tài chính để giữ người ta. Là một đội bóng không có quân cho nên tập luyện muộn nhất, chuẩn bị muộn nhất, mà đến hiện tại giờ vẫn chưa có cầu thủ ngoài. Tôi nghĩ đó là một điều rất đáng tiếc. Mình sẽ đốn những tuyển trẻ lên. Tại vì mình là một cái nơi nó cũng đào tạo, nó có một cái quy trình đào tạo trẻ rất tốt. Thì tôi nghĩ là sẽ trao những cơ hội tốt cho cầu thủ trẻ lên để thể hiện. Có thể Sông Lam Nghệ An là đội bóng không có được tiềm lực kinh tế mạnh. Có thể với đội hình hiện tại, Sông Lam Nghệ An không thể vô địch trong mùa giải mới. Nhưng đối với người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, Sông Lam Nghệ An vẫn luôn vô địch trong lòng của họ. Và điều quan trọng nhất trong mùa giải mới, nhiệt huyết và tinh thần thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng mới là thước đo lớn nhất cho sự thành công của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.